Ơi đi hướng nào cũng được, đi hướng nước này xuống này, đi hướng này là xuống dưới, dưới suối, đi hướng này dưới suối, đi này có xuống được không con, có xuống được không, có xuống dưới phút giờ không, à, mình đi xuống đấy nào. Hả? Hình như mình đi chỗ này với ai rồi, đi đứng thì với đây. Đúng không? À xong rồi có một cái cặp vợ chồng nó ấy ở trong cái lều ở trong này luôn nữa. Nằm phơi ra đó. Nói cái cãi, vợ nói một cái cãi, cẩn thận té hả? Đấy là trong phim luôn đó hả? Pho dịch hả? À. Nói Minh Châu pho dịch. Cái chỗ này cái dãy cây như bậc thang hay cưng hả? Dạ đi đằng kia mà không leo trèo gì. À, hồi trước mình đi hướng thịt, mình đi hướng này xuống nè, đường này xuống. Cứ nhớ hay vậy. Mình đi đường này xuống cưng ơi, không đi đường đó, đi thẳng từng thẳng mình xuống. Ôi, nó lạnh đó. Người ta chạy bè đó, mấy cái chỗ mà mình đi hè đó, người ta đi cái bè qua đây cũng được. Gió đây rồi gì nữa? Mình xếp vào đây cho nó.
Ui. Da nó gấp vào hết rồi. Không còn gái nào nó thích mê nữa rồi. Có cái mẹ nó mê. Dạ. Cái mẹ nó tã đây. Người kia đi đâu mất rồi? Cái nó đi. Ra ở đây mình đó là tôi thích đi. Em mỏi rồi. Em mỏi. Nick cái vót làm ở đây, mình thích Nick ở đây ha. Em mỏi. Là cái gì vậy? Mà đứa kia đâu mất rồi? Nhận ba ngồi che cái ống này. Con đưa Jackie. Mau lên. Tôi mình rồi chắc kì. Đây là chọn người bao bây giờ. Cảnh đây thì là đẹp tuyệt vời. Đi nào, mau lên. Đi về nào. Dạ, rửa tay lạnh lắm con. Dưới xe khát đó. Ở đây đi cứ nhấp nhô là khó đi quá. Đi trên đá sỏi này. Không chạy té chắc kia ơi. Đây khó đi hơn là trên cát cơ. Đi lên đi bê. Đi lên nào.
Hả? Có gì? Thôi có gì có mà có chứ. Chỗ này bọn nó chạy xe đạp nhiều lắm cơ. Nó chạy xe đạp. Về nhà chùi con. Gốc cây đẹp vậy mình không cho lên coi. Có cái gì đó. Em ơi không nhặt nữa. Nếu cái bóp hồi mình ra một lần nữa mà. Em đi lâu nào. Thấy chưa? Con phủ tay chưa? Thôi giờ leo mệt quá. Jackie đâu rồi? Jackie, mau lên nào. Bây giờ rất trông con. Đó, coi chừng. Con ơi. Kệ đi tựng lên. Cái đường lên nhà. Ôi chỗ này cao quá. Chỗ này không leo đâu cưng ơi. Chỗ đấy mình leo xuống đây này. Ôi con bích trời không hít hoài à. Con nghe bé bé. Thôi kệ con đi. Về nhà mà người tắm rửa. Nó mới tắm xong rồi. Về nhà rửa. Đi về nhà cho lên kem nào, mau lên nào. Không phải tối bây giờ. Ủa sao con giữ cái điện thoại của em? Thần đi nào. Búp. Thôi, thế là hôm nay đã hết một ngày. Đi dạo thôi, đi về. Về thôi. Mình uống nước nữa không? Hả? Mình uống nước nữa không? Không. Em cầm à? Này em cầm làm hư bây giờ đó. Ok, hú hồn. Thôi cầm đây, cầm ở dưới này, không cầm trên hả? Em cài dây cái đó. Dạ. Rồi đó. Anh lo ngó xe chứ không ngó nó đâu hả? Nine. We'll be done now before.
mới tắt này. Đấy chỉ cho hạt bước rồi anh. Sun đi về. Quay ra tiếng sau em nhìn mấy con làm sao em. In the Legend of Hero Child. Hey, ich habe ein Spiel von The Child Hero. Rasierer, seine gesamte Generation, also eins. Ich habe jetzt keinen einzigen Schaden bekommen. Kommt total. Oh. Jemand, Hier ist gefährt. Nein, willst du sterben? Nein, Amber! Gib bitte her! Học ghẹo em nữa con. Nein, bitte, gib her. Em đã biết chờ rồi mà con. Jackie, bitte. Để sát ếch thừa kia đi, nhìn được cái rộng. Ôi, stop this. Đó, ta sẽ. Ý chắc em nhập ấm sức. Có cả em nữa chưa? Papa. Cái gì con? Thì hai stop. Thu lắc. 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 Thu Em có Under Faber không? Cái này nè. Em thích cái màu xóa. Cái này xóa. Em thích cái này mà màu xóa. Cái đồ quay phim hả? Ừ. Có một cái đấy thôi, nó không là màu xóa, tôi cầm một đấy thôi. Cái anh cho Phương là màu xóa mà. Màu này à? Không có màu xóa à? Mình nên lắc vô tư, mình còn chạy nữa mà. Nhưng mà không nên lắc. Tắt ở đâu? Nó đỏ đó. Đây hả?